Vâng, anh em xin kính chào tất cả các bác nhá. Và trong video này các bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở một giúp em các bác nhá. Rồi, ok. Ngày hôm nay thì anh em xin giới thiệu tất cả mọi người một cái lô loa BMB. Đó. Thật sự là lô về đẹp xuất sắc cho các bác luôn. BMB 450C. Đó, 450C. Đây là một dòng siêu phẩm của những dòng loa bát 2 năm của BMB rồi. Thực sự nó là một dòng sản phẩm đánh giá gần như là cao cấp nhất trong các dòng BMB bát 2 năm của BMB. Đúng chưa? Thì cái lô này về thì nói thật các bác nó đẹp đẹp. Gọi là xuất sắc các bác luôn. Không phải suy nghĩ một cái gì luôn. Các bác nhìn này. Từ cái thùng thành này. Đấy, sạch sẽ đẹp đẽ này. Lưới căng đẹp này. Các bác nhìn chưa? Đấy, lưới căng đẹp này. Đây. Các bác nhìn này, từng thùng thành của nó này. Đấy. Một bát 2 năm. Hai chép. Và đây. Em đã tháo sẵn cho các bác một cái căng này ra và bây giờ em sẽ và tháo ruột gan cho các bác xem luôn. Đấy. Nội thất của nó luôn. Các bác nhìn này. Ok, các bác nhìn chưa? Thùng quay thì quá đẹp luôn rồi. Các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Và nó đây, em đã tháo nội thất ra cho xem. Đây. Các bác nhìn chưa? Đó. Loa thì em bao zin toàn phần cho anh em luôn này. Đây. Cân nó thay cho các bác rồi nhá các bác nhá. Về chỉ việc chơi thôi. Các bác không phải lo nghĩ một cái gì luôn. Đây. Zin này, bao zin toàn phần cho anh em luôn này. Đấy. Đấy, các bác nhìn. Đó các bác nhìn. Quá đẹp luôn. Đấy, ok cho các bác. Chép vào đây. Em cũng tháo luôn cho các bác xem luôn. Đấy. Trong sản phẩm này nó là công nghệ của Nhật Bản sản xuất tại China các bác nhá. Đấy, chứ không có loa này nó không sản xuất ở Nhật Bản đâu. Con này thì nó củ 502 tầng, côn của nó là côn 65 các bác nhá. Côn nó rất là to. Đấy, côn nó rất là to, rất là mạnh luôn. Bát nó rất là hay. Đấy. Côn 6 lớp các bác nhá. Côn 6 lớp. Loa thì đẹp xuất sắc cho các bác luôn, từ thùng quách cho đến loa bao zin toàn phần cho anh em luôn. Đã thay gân cho các bác rồi, về chỉ là chơi thôi. Cái gân này mà không thay đi không đánh đâu các bác nhá. Đấy, trừ nó còn quá mới thì để lại thôi, còn những cái gần mà nó hơi yếu rồi là lên phải thay đi, chứ không mà không thay không đánh, không đánh đâu. Nhưng bác nào mà đã còn nguyên zin gần thì em thua luôn đấy. Đấy quá nhá. Thùng quách sạch sẽ đẹp đẽ ngon lành. Một bát 2 năm, hai chép dòng này thì nó đã đánh giá gần như là cao cấp nhất trong phân khúc rồi. Đấy. Đẹp. Và giá thì rất là yêu thương cho các bác luôn. Đấy. Bên em bán cho các bác giá một đôi này chỉ có 5 triệu một đôi. Bao ship cho anh em các bác nhá. 5 triệu một đôi bao ship. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. 5 triệu đồng một đôi bao ship cho anh em. Đấy, BMB 450C ship. Zin ship đẹp các bác nhá. Số lượng có hàng thôi các bác nhá. Thì bác nào có nhu cầu hú em câu các bác nhá. Đấy. BMB 450C bát 2. Một bát 2 năm hai chép. Đấy. Bát côn 65 6 lớp các bác nhá. Rất là chất, đánh bắt rất uy lực luôn. Tiếng lời thì hay. Bây giờ phần cục quá là cao cấp rồi các bác nhá. Đấy. Giá là 5 triệu đồng một đôi, bao ship cho anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu mua thì hú em câu nhá.